Cuối tháng 4 vừa qua thì Apple đã trình làng MacBook Air 2014. Ngoại hình và cấu hình của máy vẫn giống phiên bản MacBook Air năm ngoái, nhưng được nâng cấp lên chip xử lý nhanh hơn, trong khi giá bán giảm 100 đô la Mỹ. Chào mừng quý vị quay trở lại với chuyên mục tuần này có gì mới, và sản phẩm hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu chính là chiếc MacBook Air phiên bản 2014 của Apple vừa ra mắt cách đây không lâu. Đã có rất nhiều ý kiến trái chiều xung quanh sản phẩm này, nhưng trước hết hãy cùng xem qua những thay đổi của MacBook Air 2014 so với người anh em đã ra mắt năm 2013. MacBook Air mới tiếp tục trình làng hai phiên bản 11 inch và 13 inch. Về ngoại hình, MacBook Air 2014 khá giống với người tiền nhiệm. Cấu hình khởi điểm của dòng máy mới là chip Core i5 lõi kép nhân tốc độ 1,4 GHz, bộ nhớ với RAM 4GB, ổ cứng SSD 128GB. Thậm chí nếu thích, người dùng có thể nâng cấu hình MacBook Air lên thành chip Core i7 hay nhân 1,8 GHz và RAM 8GB. Như vậy, so với năm ngoái thì Apple đã nâng cấp chip xử lý của dòng máy năm nay, bởi vì năm ngoái chip chỉ có 1,3 GHz. Nâng cấp chip xử lý không chỉ giúp MacBook Air mới có hiệu năng cao hơn mà còn giúp máy kéo dài được thời lượng pin tốt hơn ở một số tác vụ, ví dụ như là phát video. Nếu như trình chiếu video thì so với bản năm 2013, thời lượng pin của MacBook Air 2014 11 inch thêm được 1 tiếng sử dụng và bản 13 inch thêm được 2 tiếng sử dụng. Tuy nhiên, sau khi chính thức ra mắt được một thời gian thì MacBook Air 2014 lại nhận khá nhiều ý kiến khen chê khác nhau. Một số người thất vọng khi thấy rằng laptop mới của Apple không có những tính năng công nghệ vượt trội như là nhiều thông tin hành lang trước đó. Máy không được trang bị màn hình hiển thị công nghệ cao, nó cũng chưa được áp dụng công nghệ laptop tablet hiện đại. Kích thước máy thì vẫn giữ nguyên, không nhẹ hơn hay mỏng hơn. Cảm biến trên con chuột của máy cũng như cũ chứ không thể thay thế bằng cảm biến cử chỉ quang học. Chưa kể mới đây thì trang MacWorld đã tiến hành đo hiệu năng ổ cứng của MacBook Air 2014 và kết quả là hiệu năng của mẫu này thấp hơn so với mẫu năm ngoái. Ví dụ khi copy 6GB dữ liệu trên chiếc MacBook Air 11 inch bản 2013 thì chúng ta chỉ mất có 28 giây. Nhưng nếu cùng tác vụ đó mà thực hiện trên model 11 inch của 2014 lại mất tới 54 giây, tức là chậm hơn gần 2 lần. Ngoài ra khi thử nén 6GB dữ liệu thì MacBook Air mới tiến hành chậm hơn 3 lần so với bản cũ. Nhận định của MacWorld khiến nhiều người dùng tỏ ra rất là thất vọng. Song ngay sau đó thì một hãng khác có tên là Otherworld Computing đã lên tiếng phản biện. Hãng này cho rằng tốc độ của ổ cứng chậm hơn hay nhanh hơn thì phải xem ổ cứng đó do hãng nào sản xuất. Nếu cả hai bản 2013 và 2014 đều sở hữu cấu hình do hãng SanDisk sản xuất thì tốc độ gần như bằng nhau. Nhưng mà nếu lấy một máy ổ cứng của SanDisk so với một máy của ổ cứng Toshiba thì chắc chắn là sẽ có sự chênh lệch. Thưa quý vị, nếu như dựa vào giải thích của Otherworld Computing thì để đảm bảo lựa chọn MacBook Air 2014 cho chính xác thì người dùng phải xem là ổ cứng máy do thương hiệu nào sản xuất, bởi linh kiện của Apple là từ nhiều hãng chứ không phải là chỉ có một, trong khi ổ cứng của hãng này có thể sẽ nhanh hơn hãng khác. Bỏ qua nhiều điểm gây tranh cãi đó thì điểm cộng lớn nhất của MacBook Air 2014 chính là giá cả. Mức giá khởi điểm của máy là 899 đô la Mỹ, tức là giảm xuống 100 đô la so với trước đây. Thưa quý vị, rõ ràng thì MacBook Air 2014 có thể không có nhiều thay đổi về ngoại hình, cũng không có nhiều tính năng mới, nhưng dù vậy thì nó đã cải tiến về chip xử lý và được định giá phải chăng hơn. Do vậy, nếu quý vị là một người yêu thích Apple mà laptop ở nhà cũng đã đến lúc phải thay mới, thì MacBook Air 2014 cũng là một sự lựa chọn đáng xem xét.